Hello, chào cả nhà và quý vị khán giả. Thì lời nói đầu tiên mình xin chúc tất cả quý vị khán giả và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui và luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay mình lên đây mình chia sẻ cho quý vị khán giả xem cái một cái đoạn clip này nè cả nhà. Đoạn clip này có ý nghĩa. Bây giờ mình mời các bạn và quý khán giả xem qua đoạn clip này nha. Rồi mình tiếp tục trò chuyện. Cả nhà thấy cái đoạn clip này có ý nghĩa không? À, người ta tỉa măng là dép tổ ong thôi, người ta gọi là dép lê đó. Nhưng mà người ta cầm tiền phát cho những người dân tha hương ở từ Sài Gòn về để mà tránh dịch. Người ta cầm một cục tiền người ta phát cho những người mà đi về quê, mỗi người là một tờ 500 ngàn. Các bạn thấy có ý nghĩa không? Đó, nhưng mà trong khi đó có người mà nói chung là nổ banh xác luôn, chưa thấy làm được cái gì cho dân lúc này hết trơn. Trong đó hứa cho đủ thứ chuyện hết trơn, nhưng mà thật ra mà chưa thấy cái chuyện gì hết trơn, chưa cái gì là ra cái gì hết trơn. Mình nói đúng không? Người ta chỉ là làm một cách rất đơn giản đó, mặc đồ rất là giản dị, chân đi dép lê, mặc đồ rất là bình thường và cũng không có đội nón hay là phấn chét son nữa. Thế người ta rất là đơn giản. Đó là cái công việc rất có ý nghĩa và thiết thực đối với cái thời gian này, đối với cái mùa dịch như thế này. Người ta giúp đỡ rất có ý nghĩa luôn. Không những mà người ta giúp cái số tiền đó đâu các bạn, cái nhóm của người ta là phát nước nè, rồi cho thùng mì, nói chung là đủ đồ hết trơn luôn á. Còn cái riêng chị này á, cũng trong cái nhóm đó đó, nhưng mà chị này là người ta chỉ là bán hải sản ở ngoài chợ. Chị này như tên Mai, quê ở Bình Thuận á, bán đồ hải sản ở chợ Bình Thuận đó các bạn. Người ta chỉ là người dân buôn bán bình thường thôi, không phải như ai kia mà lên như thuốc nổ TNT. Nói chung là người ta đơn giản nhưng mà người ta sống rất là tình nghĩa. Thấy cái đoạn video này mình thấy, nói chung là thấy cảm động luôn. Người ta giúp đỡ những người mà tha phương, nói chung là để tránh dịch về quê sống với gia đình, để hết mùa dịch này có cuộc sống yên ổn trở lại. Đó, người ta làm như vậy nhưng mà người ta có nói gì đâu, người ta có lên nổ lên nói này nói kia đâu, người ta làm trong cái âm thầm. Cái đoạn video này á, chỉ là cái người em của mà cái người mà vận động nó cho mì bánh đó là ghi lại ngẫu nhiên thôi, chứ người ta không có lên để mà trình chiếu hay là ghi hình ảnh như những người khác. Thì thời gian gần đây á, một số nghệ sĩ cũng người ta quyên góp ủng hộ, cũng như là gạo rồi lương thực thực phẩm á, rau củ quả rồi, nói chung là thời gian gần đây nghệ sĩ người ta cũng quyên góp rất là nhiều. Không những nghệ sĩ quyên góp mà có một số mạnh thường quân, như là những người mà giàu như là tỷ phú rồi, người ta góp rất là nhiều luôn, từ máy thở rồi nói chung là tiền mặt cái này kia để hỗ trợ nhà nước mua cái thiết bị y tế đó rất là nhiều. Nhưng mà người ta có lên tiếng đâu, người ta âm thầm đó, người ta làm âm thầm nhưng mà người ta làm số tiền rất là lớn. Mấy người tỷ phú người ta đâu có quên oan cái này cái chuyện này chuyện kia đâu. Thôi mình chỉ lên đây chia sẻ với cái nhà một xíu đó, mong là những ai mà
suy nghĩ lệch lạc gì cái và theo những cái nói chuyện không ra gì á, thì nên suy nghĩ lại. Người ta nói cái cuộc sống này á, đơn giản lắm nha, nhưng mà mình thì không có nghĩ vậy. Ta nói khôn cũng chết, ngu cũng chết, chỉ có những người nịnh mới tồn tại đó. Các bạn với quý vị khán giả có nghe cái câu chuyện này chưa? Câu chuyện nó rất là đơn giản thôi. Ngu cũng chết, mà khôn cũng chết, chỉ có những người nịnh mới tồn tại được.